Rồi giờ mình đi đẩy côn nha các bạn. Này là mình kiếm tim cá, xong cái đầu mình lấy sẹt mình chích, xong rồi mình mò. Đó, mới mượn được cái xuồng của thằng em. Cái nói nó cái xin đi đẩy. Khi nào mà tim cá nó chuối cái đầu lấy sẹt chích. Có. Đập trời. Đập trời. Đập. Ừ. Khó khăn chứ. Lóc này nhỏ gì mình cũng thả nha các bạn, chứ mình không có ăn nha. Tại giờ bắt sẵn rồi, hơi bắt công, hơi đẩy qua đẩy lại nha. Ê, đây nè, đây có tim nè. Này thường người ta có cái nơm á ha. Khỏi. Mà giờ mình cũng khỏi cần nơm chi. Ừ, bắt tim mà. Đâu xem cái rồi. Đó. Ú nu ú nằng. Đó đó đó, đi đây nè, đi bự, đi bự. Ồ, okay. Oh. Quá đã. Đây nè, tím nè, chạy ra, chạy trước rồi, chạy trước rồi. Rồi rồi, bắt, chạy tới đây cái gì nè. Ê, chạy. Bắt con nó đi. Nhớ cái tim nó ta. Rồi, chạy luôn rồi. Chạy bóp nó không ăn. Con này chạy chắc con này chạy luôn rồi. Đi thôi. Chạy luôn rồi. Hai con nữa rồi. Còn nó cái gì? Đây cái gì? Nó nhỏ là gì thả. Này nhỏ không? Quay lại đi, quay lại cút trên kia kìa. Ừ. Ê đây nè, nó mới chuối bự nè. Chạy luôn.
Ồ. Nhỏ không? Đó đó, chim bự nè. Ừ. Đâu, kia, từ từ. Gan. Bữa đặt lú con cá cỡ cỡ đấy không? Rồi, cũng vừa vừa. Được. Từ từ được. Wow. Quá đã. Đó còn còn. Ôi! Chè cọng dây điện đó nó xuống dưới cỏ rồi. Hai ba con rồi. Cái gì? Về trước đi. Kiếm mớ cá. Nãy cái người kêu các bạn là tưởng cái xuồng này là của thằng em mình. Bữa ai vậy? Cái này là mình mượn. Mượn mình làm video mình quay lại cho các bạn coi. Chứ không phải là cái thằng em mình. Bữa rồi, từ nha. Từ từ. Em. Ký vậy đó.
xích qua mép này nè. Nãy mép đó mình nãy rồi. Rồi, giờ chắc mình trả vỏ côn cho thằng em mình một chiều. Chưa đẩy đẩy vô cái đi, đẩy vô sẽ tới đâu về kiếm mấy con nữa. Mấy con dạ cái gồ đâu xem ai ê thì đi ồ cái gồ nó uống cái gồ mày rồi xong giờ mình vô mình sẽ quay những con cá nãy giờ mình bắt được nữa rồi. Nãy giờ anh em muốn cắt nước đây cho coi không? Thôi đâu. Trời ơi, này. Cá trời. Có con cá lóc bự ở trong nữa kìa. À, nãy giờ bắt được nhiêu đây cá nha các bạn. Trong đây là của thằng em mình nó đẩy sáng giờ. Dạ. Cắt nước. Ôi ôi. Dữ dằn vậy. Chục ký không? Không có. Ôi ơi. Ừ, quá trời cá rồi. Đây, đây là nãy giờ bắt cái gô lóc. Đây. Đóng ở trong. Rồi bắt vô đi. Còn khao còn cá bự nữa. Quá hay sao? Cá bị ngập. Ngập phải chứ. 2 ký. Ê. Ký. Có bao ký vậy? 7 ký. Qua tao giờ này đi nhậu kêu. Nãy ông nào kêu mà về quá trời luôn. Xin chào các bạn. Mình là Cần Thủ Ba Khía. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Và nhớ bấm nút đăng ký kênh để xem những video về miền Tây tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn.